Nè, anh chào bạn Ren. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần tiếp theo, phần số 9 của 1.000 từ vựng tiếng Hàn sơ cấp bạn nhất định phải biết. Phần này gồm có 50 từ vựng và mỗi từ sẽ có ví dụ minh họa. Mình sẽ đọc lại hai lần để mọi người có thể cùng đọc theo ha. Để 시작하기 전에 구독과 좋아요 부탁드립니다. Trước khi bắt đầu thì mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha. Để 지금 시작합시다. 따라해 보세요. 이제 mọi người hãy cùng đọc theo mình ha. 마음, 마음, tấm lòng, trái tim. 마음이 아파요. 마음이 아파요. Đau lòng. 마음 là tấm lòng, trái tim. 아프다 là đau, đau khổ, đau đớn. 마음대로, 마음대로, tùy tâm, tùy ý, tự mình. 마음대로 하세요. 마음대로 하세요. Hãy làm tùy ý đi. 마음대로 tùy ý, tùy tâm. Nói chung là tự mình làm theo ý kiến của mình thì gọi là 마음대로. 하다 là làm. Động từ 으세요 là hãy. 마치다. 마치다. Xong, kết thúc. 일을 마쳤어요. 일을 마쳤어요. Kết thúc công việc. Il là công việc, 마치다 là kết thúc. Mình chia đuôi quá khứ là 쳤어요, đã kết thúc. 마침내, 마침내, rốt cuộc, cuối cùng. 마침내 도착했어요. 마침내 도착했어요. Rốt cuộc, đã đến nơi. 마침내, rốt cuộc, 도착하다 là đến nơi, chia quá khứ. 도착했어요, đã đến nơi. 마흔, 마흔, 40. 그는 마흔 살이에요. 그는 마흔 살이에요. Anh ta 40 tuổi. 그 là anh ấy, 마흔 là 40, số đếm thuần hàng nha các bạn. Thuần hàng là sử dụng để đếm tuổi hoặc là đếm giờ của phút, giờ phút giây á, mà mình chỉ đếm giờ thôi, hoặc là số đếm cái này một cái, hai cái, ba cái. Mình sẽ dùng là số đếm thuần hàng. Sai ra đây là tuổi. Yeo là. Makita. Makita. Bị chặn, bị bịt, bị tắc. Kiri. Makhyoyo. Kiri. Makhyoyo. Bị tắc đường. Kiri ở đây là đường. Makita là bị tắc. Nhưng mà mình phải đọc có nguyên tắc đọc nha. Nguyên tắc đọc. Và chim là chữ cờ, chữ K này là khi gặp theo sau là phụ âm hờ, thì chữ hờ này mình sẽ đọc thành chữ khờ nha, thành là makita, makita, makhyo. Man, man, chỉ, còn có nghĩa là 10.000 nữa nha các bạn. Nhưng mà trong trường hợp này thì mình dùng nghĩa là chỉ danh từ cộng với man, chỉ danh từ. 혼자만 생각해요. 혼자만 생각해요. Tôi chỉ suy nghĩ một mình thôi. 혼자 là một mình. 혼자만 chỉ một mình. 생각하다 suy nghĩ. 말씀하다. 말씀하다 nói, thưa. 다시 한번 말씀해 주십시오. 다시 한번 말씀해 주십시오. Hãy nói lại một lần giúp tôi. 다시 là lại, 한번 là một lần, 말씀하다 là nói, là thưa, 아어주다 là giúp cái gì đó, làm cái gì đó cho người nói, 십시오 là cái đuôi hãy. Trong trường hợp này 말씀하다 bạn lưu ý là chỉ dùng cho người khác thôi, vì nó là kính ngữ của 말하다. Nói cho mình thì mình dùng 말하다, còn khi mình nói người khác, mình hỏi người khác, mình đề cập tới người khác thì mình sẽ dùng 말씀하다. 말하다, 말하다, nói chuyện. 그런 말을 하지 마세요. 그런 말을 하지 마세요. Đừng nói như thế. 그런 là 그렇다, như thế. 말하다 là nói. Động từ cộng chi mà, chi 말다
là đừng làm gì đó, động từ cộng với으세요, hãy. 맞다, 맞다, đúng. 당신의 말이 맞아요. 당신의 말이 맞아요. Bạn nói đúng. 당신 là bạn, e là của. 말, 말 là lời nói. Lời nói của bạn. 맞다 là đúng. 먼저, 먼저. Trước, làm cái gì đó trước. 먼저 thường theo sau là một động từ. 먼저 가도 돼요? 먼저 가도 돼요? Tôi đi trước có được không? 먼저 là trước, 가다 là đi. Động từ cộng a, o, tu là dù. Dù, thuê ta là được. Dù tôi đi trước cũng được, phải không? Thì tiếng Việt mình là tôi đi trước có được không? 멀리, 멀리, xa. 너무 멀리 갔어요. 너무 멀리 갔어요. Bạn đã đi xa quá rồi đó. Trường hợp mọi ly ở đây là phó từ nha các bạn. Phó từ thì nó không đứng được ở cuối câu. Nọ mu là quá, rất. Khạch tà, ca tà là đi. Khạch tà chi quá khứ, đã đi. Tức là trong trường hợp này bạn có thể sử dụng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bạn đi đi quá xa rồi. Ví dụ như nghĩa đen là người đó đi quá xa. Đang đi xa thì mình sẽ nói là bạn đã đi quá xa rồi. Còn trường hợp mà người ta đang nói chuyện mà nói quá lời rồi, thường mình cũng dùng nghĩa đen, nghĩa bóng của nó là Molly, đổ mua Molly Castle, bạn đã đi quá xa rồi đó. Dừng lại đi. Nè, nghĩa bóng nha các bạn. Này có cả nghĩa đen và nghĩa bóng ha. Moshita. Moshita. Tuyệt vời. Bảnh. Đẹp. 정말 맛있어요. 멋있어요. 정말 멋있어요. Thật sự tuyệt vời. 정말 là thật sự. Moshita là tuyệt vời. Mê mua đà, ghi chú. Mê mô chìa, mê mô rơ hèo. Mê mô chìa, mê mô rơ hèo. Ghi chú vào giấy note, hoặc là ghi chú vào giấy ghi chú. Mê mô chì là cái tờ giấy, giấy mà mình ghi chú thì mình sẽ gọi là mê mô chì. Mê mô hà đà, ghi chú. Mô rê, ngày mốt. Mô rê, sâu rê, khải coi hèo. 모레 서울에 갈 거예요. Ngày mốt tôi sẽ đi Seoul. 모레 là ngày mốt, Seoul là Seoul. Danh từ e là chỉ nơi chốn, đi đến đâu đó, e kata. Rồi kata ở đây là đi. Riêng coi yêu, ưng riêng coi yêu là sẽ, đuôi tương lai. 모르다, 모르다, không biết. 아무것도 몰라요. 아무것도 몰라요. Tôi không biết gì cả. 아무것도. 아무것도 là bất cứ cái gì. 몰라요. 모르다. Đó là không biết. Khi chia đuôi vô mình sẽ thành 몰라요. 모자라다. 모자라다. Thiếu. 음식이 좀 모자라요. 음식이 좀 모자라요. Thức ăn hơi thiếu. Umshik là thức ăn. Chôm là một ít, một xíu, hơi gì đó. Mozarada là thiếu. Mục. Mục cổ. Muki. Apayo. Muki. Apayo. Cổ bị đau. Mục là cái cổ. Hoặc là trong cổ. Apuda là đau. Mùm. Mùm. Cơ thể. 몸이 안 좋아요. 몸이 안 좋아요. Cơ thể không khỏe, không tốt. Mồm là cơ thể. 좋다 là tốt. Khỏe gì đó. An là không. 무겁다. 무겁다. Nặng. 이 가방이 무거워요. 이 가방이 무거워요. Cái cặp này nặng. Y là này, cá băng là cái cặp. Y cá băng, cái cặp này. Vu gấp tà khi chia đuôi vô thành mu go vờ vô. Mu sấp tà. Mu sấp tà, sợ. Khi xin y, mu sợ yô.
귀신이 무서워요. 또 엄마 귀신을 엄마 하라고 이통 무섭다 히지루요라 무서워요. 서 문장을 완성하세요. 문장은 완성하세요. 하이 황탄 가오 문장을 가오 완성하다라 황탄 라운드 으세요라 하이 문제, 문제, hoặc là đề thi. 뭐가 문제인데요? 뭐가 문제인데요? Cái gì là vấn đề chứ? Vấn đề là gì? 뭐가 là gì nè? 문제 là vấn đề. 인데요 là. 문화, 문화, văn hóa. 한국 문화를 알아보고 있어요. 한국 문화를 알아보고 있어요. Tôi đang tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc. 한국 한국 문화 văn hóa 알아보다 tìm hiểu động từ 고 있다 đang 묻다 묻다 좀 hoặc là hỏi 나한테 묻지 마. 나한테 묻지 마. Đừng hỏi tôi. Na là tôi, hành thê là hỏi cho cái người nào đó thì mình sẽ dùng là hành thê ha. Mutta là hỏi, động từ chi mà, động từ chi mà là đừng dùng trong câu đuôi thân mật. M물론, đương nhiên, dĩ nhiên. M물론 가야 해요. 물론 가야 해요. 물론 là đương nhiên dĩ nhiên. Cái chữ thứ hai này mình sẽ đọc là L nha. Hai chữ R gặp nhau thì chữ thứ hai mình sẽ đọc là L. 물론 가다 là đi. Động từ A-O-I-A-H-A-T-A -a phải. 미리 미리 trước. 미리 시간을 알려주세요. 미리 시간을 알려주세요. Hãy cho tôi biết thời gian trước. 미리 là trước, 시간 là thời gian, 알려주다, cho biết, 세요, động từ 으세요, hãy, đừng, hãy. 믿다, tin tưởng. 너만 믿어요. 너만 믿어요. Tôi chỉ tin bạn thôi đấy. 너 là bạn, trong trường hợp thân mật, man là chỉ, 믿다 là tin tưởng. 믿 밑, 뒤, bên dưới. 강아지가 의자 밑에 자요. 강아지가 의자 밑에 자요. Con chó ngủ dưới ghế. 강아지 là con chó con. 의자 là cái ghế. 밑 là bên dưới. 의자 밑에 ở bên dưới. 자다 là ngủ. 바꾸다. 바꾸다. Đổi, thay đổi. 이름을 바꿔요. 이름을 바꿔요. Đổi tên. 이름 là tên. 바꾸다 là đổi. 바다. 바다. Biển. 바다에 가고 싶어요. 바다에 가고 싶어요. Tôi muốn đi biển. 바다 là biển. Danh từ e 가다 là đi đến danh từ. Động từ 고 싶어요. 다 là muốn. 바람 바람 gió trăng gió mong muốn. 바람이 불고 있어요. 바람이 불고 있어요. Gió đang thổi. 바람 là gió. 불다 là thổi. 바람이 불다 gió thổi. Động từ 고 있다 là đang. 바로 바로 đi thẳng thẳng cây thẳng 집으로 바로 가요 집으로 바로 가요 đi thẳng về nhà 집 là nhà 으로 danh từ 으로 là chỉ phương hướng 바로 là ngay thẳng 가다 là đi 반 반 lớp
hoặc là đôi hoặc là nửa. 반으로 나눠요. 반으로 나눠요. 지로이 반 là đôi là nửa, ư로 chia ra thành cái gì đó, mình sẽ dùng danh từ ư로 ha. Na누다 là chia sẻ. Patta 받다 선물을 받아요. 선물을 받아요. Nhận quà. 선물 là quà. 받다 là nhận. 받아쓰기. 받아쓰기. Viết chính tả. 받아쓰기를 합시다. 받아쓰기를 합시다. Chúng ta hãy cùng viết chính tả. Chúng ta hãy cùng viết chính tả. Patasugi là viết chính tả, tức là giáo viên sẽ đọc và mình nghe và mình viết lại vô giấy thì gọi là patasugi. Pakta. Pakta sáng, sáng sủa. Nari palgayo. Nari palgayo trời sáng. Nari nói là trời, thời tiết hoặc là ngày. Pakta là sáng. Pangsung. Pangsung truyền hình. Phát sóng. 방송국에서 일하고 싶어요. 방송국에서 일하고 싶어요. Tôi muốn làm việc ở đài truyền hình. 방송 là truyền hình. 방송국 là đài truyền hình. Danh từ 에서 ở tại. 일하다 làm việc. Động từ 고 싶다 là muốn. 방향. 방향. Phương hướng. 방향은 전환해요. 방향은 전환해요. Đổi hướng. 방향 là hướng. 전환하다 là thay đổi, đổi. 배. 배. Trái lê, con tàu. 배가 맛있어요. 배가 맛있어요. Lê thì ngon. 배 là trái lê. 맛있다 là ngon. 배구. 배구, 뻥튀기. 배구를 해요. 배구를 해요. chơi bóng chuyền. 배구를 하다 là chơi bóng chuyền. 배가 부르다. 배가 부르다. 나 몸. 배가 불러요. 배가 불러요. 나 몸. 배 là cái bụng. 배가 부르다 là no bụng. Trong trường hợp furuta này patim là chữ ư và mình có là chữ furuta, thì chữ nào kết thúc với chữ ư khi chi đu vô thì bạn sẽ đầu tiên là bạn sẽ bỏ chữ ư đi, sau đó bạn double, bạn thêm một chữ r ở phía trước cái từ phía trước nếu mà không có patim, sau đó bạn sẽ coi nguyên âm của từ trước là gì và bạn sẽ chia đưa vô theo nguyên âm của từ trước nha. Nguyên âm của từ trước là u là thuộc trường hợp thứ ba thì mình sẽ cộng với o vô thành plural. Gasu, gasu, ca sĩ. 그는 유명한 가수예요. 그는 유명한 가수예요. Anh ta là ca sĩ nổi tiếng. 그 là anh ấy, 유명하다 là nổi tiếng, 가수 là ca sĩ, 예요 là. 번 번, 런, 소. 한번 해보세요. 한번 해보세요. Hãy làm thử một lần. Han là một, pon là lần. Hebo ta là làm thử. Động từ ư seo là hãy. 벌레, 벌레. Con trùng. 벌레에 물렸어요. 벌레에 물렸어요. Bị côn trùng cắn. 벌레 là côn trùng. 물리다, đây là từ gốc của nó là 물리다, tức là bị cắn. Khi chia đuôi quá khứ thành 물렸어요, đã bị cắn. 벌써, 벌써, rồi, đã. 벌써 일어났어요? 벌써 일어났어요? Đã dậy rồi à. 벌써 là rồi, đã. 일어나다 là thức dậy. 나 일어났어요. Chia đuôi quá khứ. Đã thức dậy.
벗다, 벗다. 그의 뭐, 뻑. 옷을 벗어요. 옷을 벗어요. 그의 엥. 벽, 벽 등. 벽에 사진을 걸려요. 벽에 사진을 걸려요. 재활론 등. 벽 라북 등. 사진 라북 헌 접. 걸리다라 재활 먹. 르강. 별로, 별로, 람, 별로 맛이 없어요. 별로 맛이 없어요. 컴강 람, 별로 là lắm rồi nó thường á, là nó sẽ cộng theo phủ định, tức là cái gì đó một một hoặc là không an hoặc là ọp tà, thì những cái này là thường đi với phở luôn ha các bạn. Mạch ở đây là hương vị, ọp tà là không, không có hương vị, tức là bà si ọp tà là không ngon. Đây, 오늘 여기까지입니다. Hôm nay mình làm tới đây nha mọi người. Nè, 다음 시간에 봐요. 구독과 좋아요 잊지 마세요. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và bấm like để ủng hộ cũng như là để xem những video tiếp theo trên Rain Channel nha. 네, 오늘 여기까지입니다. 안녕히 계세요.